Ban Quản lý Dự án Đường sắt vừa trình Bộ Giao thông Vận tải thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Nha Trang-Sài Gòn thuộc tuyến đường sắt Bắc Nam. Theo đề xuất, dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.098 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Thời gian dự kiến thực hiện dự án trong 3 năm giai đoạn 2022-2025. Phạm vi thực hiện dự án đoạn đường sắt Nha Trang-Sài Gòn có điểm đầu tại ga Nha Trang km 1314+930 và điểm cuối tại ga Sài Gòn km 1726+200 với tổng chiều dài khoảng 411 km. Cụ thể, dự án sẽ cải tạo nâng cấp 5 cầu yếu trên tuyến, cải tạo và nâng cấp kiến trúc tầng trên của 9 đoạn đã bị xuống cấp, tổng chiều dài hơn 87 km. Đồng thời, dự án sẽ sửa chữa nâng cấp nhà ga Sóng Thần, xây dựng mới nhà ga kết hợp cải tạo đường ga và công trình đồng bộ của ga Dĩ An.